À, bây giờ thì Như Hải xin được giới thiệu đến quý vị một màn ca diễm rất là đặc biệt của phụ nữ sinh Liên Trường với nhan đề là Quê Hương Ba Miền do Gia Long Thanh Mai chủ sướng và Vũ Đình Luân đạo diễn. Thank you.